con siêu nhân luôn, nghe chưa? Có thể hóa thành một con robot khổng lồ, robot khủng long. Wow, 5 món nè. Đó, mình đầu, tay, chân ráp lại sẽ được chi vậy? Cái gì vậy chứ? Cái gì vậy? Wow, đây là bản hướng dẫn lắp ráp nè. Wow, mà mỗi con cũng là một con robot riêng nữa nè, thấy chưa? Robot khủng long. Wow, các bạn thấy đã không? Wow, háo hức quá, bây giờ phải bóc ra thôi. Chiêm ngưỡng từng con khủng long nào, rồi lắp ráp thành một con robot siêu nhân khổng lồ. Yeah, được bắt đầu chơi nữa rồi. Đầu tiên là con gì đây? À, giống con tròn quá. Nhìn chú này giống một con tròn quá, giống khủng long hoa đúng không các bạn? Wow, rồi để sang một bên. Tiếp đến đây, một chú con khủng long gai. Khủng long hiền không à, không khủng long dữ. Wow, các bạn thấy đẹp không nè? Thấy đẹp nhớ bấm like mà đăng ký kênh Cooly TV. Đèn tiếng đèn, thêm một chú nữa. Những chú này mặt ngu quá à. Này khủng long, giống khủng long chó quá. Mặt giống con chó. Wow, này là khủng long chim. Wow, mà giống con mẹ bàn hơn các bạn ơi. Wow, cuối cùng là ai đây? Khủng long tê giác. Đó, wow, các bạn thấy đẹp không nè? Năm chú khủng long, không có khủng long bọt chúa ha. Wow, đã chưa? Khen khen khen. Biến hình, biến hình. Nào chúng ta biến hình. Giờ biến từng con trước đây. Đó. Wow. Đó là siêu nhân vàng, khủng long vàng. Rồi siêu nhân tím, khủng long tím. Chim ngưỡng từng chú nào. Tiếp theo màu xanh, đương nhiên là khủng long xanh rồi. Tiếp theo xanh dương, à xanh dương là khủng long xanh dương. Wow. Trong mắt cười quá à. Có nhã rồi, nhã luôn. Cuối cùng là ai đây? Nè, cái mình, cái mình của siêu nhân. Đó, các bạn thấy không? Đây cái mình của siêu nhân nè. Bây giờ sẽ đắp thành siêu nhân nha. Ô, còn hai cây kiếm nữa mình chưa có lấy ra. Hai cây kiếm khủng long. Một cây. Một cái đao, một cái kiếm. Keng 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 keng. Rồi bây giờ sẽ lắp ráp giống hướng dẫn. Đó. Hai cánh tay trước. Đây khủng long mỏng dài và khủng long tê giác. Sẽ làm cánh tay. Đúng vậy nào. Ủa sao dính không có được? Nhập, nhập. À đây. Xong. Tiếp đến. Rồi để bẻ hai cái chân nó lại đã. Khắc nhập, khắc nhập.
chào tiếng nha mọi người. Đó, bẻ sai con này rồi, con này phải bẻ lại. Đưa hai chân ra đằng trước, hai chân sau đưa vô trong. Đó, khắc nhập, khắc nhập. Đúng quá. Ây da, cứng thiệt luôn. Các bạn hãy đăng ký là thành viên của Cu Lì TV để là người nhận được những video đồ chơi mới nhất nha. Sao? Đã được hai cánh tay. Tiếp đó là hai cái chân. Khủng long này sừng đẹo quá. Lạ lạ làm sao đó. Tiếp theo hai cái chân. Một cái. Để tí mình xem con gáp chỗ nào mới hợp lý nha. Đây nè các bạn, cái chân nào mình có cái đồ mà mình lấy ra nè. Đó, thêm một cái nữa, xong. Bây giờ mình sẽ gắp nó vào. Đây, gắp cái chơi tay ra rồi. Một cái. Thêm một cái nữa. Các bạn hãy đăng ký là thành viên của Cu Lì TV để là người nhận được những video đồ chơi mới nhất nha. Xong hai cái. Cũng lòng xin bà chào quá. Wow, ngầu chưa. Để bẻ chân lại nha. Con Lì bẻ chân nó lại. Xong. Bèn tiếng tiền. Hai cánh thánh đưa ra. Wow. Cũng ngầu đó chứ. Này xong sẽ đặt như vậy. Bạn ơi, video nó đây đã hết rồi. Các bạn thấy hay không nè, thấy vui không nè? Nhớ bấm like, share và đăng ký kênh Cu Lì TV. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Hay kiếm nữa. Bye bye, see you again. Ching. Chúng ta tới nơi rồi nè. Quá đẹp quá. Tới nơi rồi. Giờ phải làm sao đây anh? Có hai tên bảo vệ kìa. Đây là những mẫu. Bây giờ anh em mỗi thằng tính một thằng. Xong chúng ta cùng vào lấy bảo vật đó. Bảo vệ này. Mickey Mouse. Bọc bảo vệ lên đó. Nhà bọc lấy ra nè. Rồi té ra. Rồi chúng ta cùng nhau lấy cái này thôi. Bảo vật gì đây? Đưa xe tới kéo nó về xong lại tụi mình thôi. Thằng hút đâu? Chỗ. Hút đâu? Nè, đây các bạn hướng dẫn nè. Rồi, có hướng dẫn được đâu. Dạ, có em. Đưa xe kéo vô. Kéo nó về rồi, thôi. Xong rồi, cô liền kéo kéo tới. Siêu nhanh nha. Để xích xong cái này đã. Chưa, 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 chưa. Con Doraemon này bự quá. Về thôi. Một miếng nè. Không ngờ dễ dàng lấy vậy được. Mau mở ra xem thôi.
hai cái đầu, hai miếng đó. Trời ơi, không lẽ đây là cái bẫy của nó dẫn bắt tụi mình sao? Trời ơi, ghê quá. Ba mũi nha. Tiền lẻ không? Một mũi thì lẻ luôn. Rồi, gian hồ mà đứa tiền lẻ. Nhưng bốn mũi này. Không tay ở trong đây, chỉ riêng về Doraemon thôi.